Thưa thầy, con muốn chuyển sang Phật giáo Nam truyền, bỏ Phật giáo phát triển, vậy có phải là phản bội pháp môn con đang theo không? Cảm ơn thầy. Có hai khía cạnh, có hai vấn đề mà sư muốn chia sẻ với quý vị. Vấn đề thứ nhất là như trường hợp của ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, trước khi đến gặp ngài A Sa Chí và sau đó là đến gặp Đức Thế Tôn, thì hai ngài đã theo ngoại đạo để tìm con đường giải thoát, và hai ngài đã đi theo ngoại đạo. Sau khi gặp ngài A Sa Chí thì ngài Xá Lợi Phất biết được đây là con đường chánh pháp và chỉ có Thế Tôn xứng đáng là thầy. Khi đó ngài Xá Lợi Phất rủ ngài Mục Kiền Liên cùng đi và đến gặp thưa với thầy của mình, bởi vì lòng bi mẫn muốn thầy của mình cũng biết được chánh pháp và đi theo chánh pháp. Thì người thầy mới nói là bây giờ các ông thấy là làm cái đuôi con công, à không phải, là cái người mà khôn nhiều hơn hay là cái kẻ dại nhiều hơn? Thì hai ngài nói là thứ ngài là cái người khôn thì ít, kẻ dại thì nhiều. Rồi ngài ông thầy lại hỏi là ông thấy là đuôi của con công, làm đuôi con công tốt hơn hay là làm đầu của con chuột có tốt hơn? Thì hai vị này sẽ không nhớ cái đoạn này có hay không, mà hình như là đại loại là sau đó đó cái người thầy nói là như vậy thì hai ông muốn đi thì hai ông cứ đi. Còn đệ tử ai muốn ở lại với ta thì ở lại. Thì hai ngài mới thuyết phục thầy mình không được, thì mới thuyết phục các huynh đệ đồng tu với mình á. Và tất cả các đệ tử của vị thầy này đều đi theo ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Và khi đó người thầy thấy đệ tử đi hết thì mới tức hộc máu. Thì xin thưa là ở trong kinh tạng không có chỗ nào từng có người chê trách ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đã bỏ người thầy ngoại đạo để đi theo Đức Thế Tôn, khiến cho người thầy cũ của mình phải học máu như thế. Không có một đoạn nào chê trách cả. Mà chẳng những vậy, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất tinh văn và đệ nhị tinh văn. Đó là cái thứ ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là làm ơn làm phước. Cái gọi là Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền á, nó không quan trọng. Cái quan trọng là cái nào dạy đúng chánh pháp. Quý vị đừng có thấy một ông sư đắp cái y Nam truyền như thế này rồi quý vị hì hục, quý vị lạy rồi hộ độ rồi cúng dường, mà trong khi đó ổng dạy tầm bay tầm bạ nha. Ổng đi ổng tà kiến, cho dù ổng có là hòa thượng đi chăng nữa nha, ổng tà kiến, ổng dạy tùm lum tùm la, dạy tầm bậy tầm bạ. Ổng là hòa thượng, ổng đắp y năm tông, sư ví dụ như vậy, mà quý vị đi theo thờ là quý vị chết nha. Và như sư nói, sư cái con đường Hoằng pháp sư cũng tiếp xúc nhiều vị thầy Phật giáo phát triển, thì sư cũng có duyên gặp được nhiều vị. Các vị ấy chỉ hướng đến tu tập cái gì? Bát chánh đạo. Đối với các vị ấy chỉ có tu theo Đức Thế Tôn và theo Bát chánh đạo là con đường giải thoát. Còn ba cái vụ mà này nọ kia là các vị đó nói không. Sư đã từng có cái duyên sư gặp một vài vị rồi. Nói như thế là để quý vị thấy là cái chuyện mà cái màu y á, đôi khi nó không quan trọng bằng cái đầu. Cái y nó không quan trọng bằng cái đầu. Quan trọng là vị ấy có chánh kiến hay không, có giới luật hay không. Đó mới là cái quan trọng. Vậy chắc có lẽ là xin phép qua câu hỏi tiếp theo.